để sử dụng được cách là vệ à, quên làm gọi là dán băng vệ sinh đúng cách trên quần jean. Rất nhiều bạn không 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 để ý, nhất là những cái bạn bắt đầu mới vừa đi kinh nguyệt ấy, hoặc là đi chu kỳ tháng đầu tiên, nên là rất hay ngại hỏi bố mẹ à, hỏi hỏi mẹ, cho nên là hay tò mò, đôi khi là dán sai đấy. Cho nên hôm nay mình cũng thử thử làm cho các bạn kiểm tra tí nhá. Đây nhé, đây là một cái quần chip mặc phải này. Rồi. Bây giờ muốn dán được băng vệ sinh lên cái quần chip này đúng cách mà thoải mái nhất thì là chúng ta sẽ làm như sau này: lộn trái cái quần này ra, đúng không? Lộn trái cái quần này ra. Nhưng mà chú ý là có nhiều loại băng vệ sinh nhá. Một là loại dùng băng đêm này. Dùng băng đêm thì cái chiều dài của cái băng nó sẽ rộng hơn. Đấy, để khi ví dụ tối mà mình ngủ, mình thường nằm cái phần nằm lưng mình nằm xuống nhiều hơn ấy, thì nó sẽ chạm ngược về về sau mông. Thế cho nên người ta sẽ làm cái kích thước nó dài ra. Đấy, đây là cái băng vệ sinh băng đêm này. Bây giờ mình sẽ thử cái dán cái băng vệ sinh băng đêm này lên quần trước nha. Có nhiều hãng lắm, nhưng mà các bạn cảm thấy cái hãng nào mà mình cảm thấy mặc vào nó thoáng mát, thoải mái nhất thì mình mua. Còn bây giờ thì cái nhiều hãng có nhiều loại mặc vào thì mát, có cái mặc vào nó nóng. Thế cho nên là mình chọn cái nào mà mình thấy, ví dụ như là cái loại nào mà có ghi bạc hà thì nên dùng, bởi vì nó có khí, khi mình lắp vào ấy, mình dán vào quần nó mát lắm. Lần đầu nó sẽ mát, nó không bị nóng đâu. Đấy, mình bóc cái túi băng vệ sinh này ra nha. Đấy, bóc vào. Đấy, lột ra rồi. Nè. Yeah, lột ra nha. Xong. Cái băng vệ sinh này nó sẽ có cái cánh này. Có hai cái cánh hai bên. Thế thì nó chiều dài như này, quần ấy, cái quần chip của mình thì nó sẽ rất là nhỏ này. Đúng không? Chiều dài rất là nhỏ, cho nên các bạn lắp làm sao, dán làm sao cho nó cân đối nhé. Đây này, cái này nó khoảng 29 cm đấy các bạn. Này, đấy, hơn găng tay của mình. Bây giờ ở dưới cái lớp băng vệ sinh này này, nó có một cái miếng dán để dán cái phần keo này này. Đấy, cái keo này. Bây giờ mình lột này ra. Lột băng vệ sinh này ra. Đúng không? Lột ra đúng không? Đấy. Bây giờ mình cái bạn đừng thò tay hay là đụng tay vào chỗ cái phần dính này nhá, nó sẽ dính, như là những lúc mình dán vào quần nó sẽ bớt độ dính đi. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình đưa cái phần dính này, cái đây là cái mặt trái của quần đúng không? Mình căng làm sao, ví dụ khi mình nằm thì thường là cái mông của mình nó đặt cái phần quần này nó nhiều này, thế khi tràng ra thì nó sẽ tràng ngược. Thế cho mình sẽ đặt làm sao mà đây, đây là phần đầu này đúng không? Phần gây gần cái rốn của mình đấy, thì mình đặt này. Đấy. Như này. Đấy, thấy chưa? Không thì về các bạn lưu ý là ở đây là cái phần này là nó có hai cái gọi là cái cánh dán vào bên quần, thì mình để ở phần bụng trước đi, để như này đúng không? Đấy, các bạn làm như này thôi, vuốt này, này. Đấy, chờ mặt này ra vuốt đúng không? Đấy, nó lên đến đây, các bạn thấy nó lên đến phần đinh đinh lưng của mình luôn, cái lưng nằm của mình luôn đúng không? Đấy, nó dính vào quần rồi. Đây các bạn di chuyển này, lật mặt trái ra. Đây các bạn thấy nó dính vào quần luôn rồi đây này. Đấy, thấy chưa? Dính quần nó không bị rơi. Tiếp theo nha, là mình sau khi mình dán cái phần lưng quần rồi thì bạn mở hai cái tấm dán này ra, nó có hai cái cánh ở hai bên đúng không? Đừng đừng chạm tay hoặc cho bất kỳ cái này nó rúm đi đấy, nó rúm lại để mình dán nó kép đúng không? Mình lật ngược nó ra. Mình dán vào cái lưng của cái mép của cái quần này này để cho nó giữ giữ chắc lại. Đấy. Mục đích của việc dán như này là nó giữ chắc cái quần khi mình ngủ ấy, là mình cọ cựa quậy ấy, là nó sẽ không bị bung ra, nó không bị bung cái tấm dán này ra, không bị bung cái băng này ra khỏi cái quần. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây. Mình lật ra này. Đấy. Đấy, bạn thấy không? Đấy, mình có hai cái tấm hai bên như này nó giữ đây.
Đây là ví dụ mình thì mình nằm ngủ di chuyển thì nó sẽ không bị bung ha. À, bị bung ra. Đấy. Lại nha. Bên này cũng có này. Đấy. Cái băng đêm này nó hơi có nhiều cái cánh đây đấy bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, bạn cũng dán nó sang, kéo nó sang hai bên mặt như thế này. Đấy. Bên này thế. Để cho nó dính. Đấy, xong rồi đấy. Đấy, coi như là các bạn xong rồi. Xong cái phần đấy, chưa? Một cái bằng nó rất là dài 29cm đấy các bạn. Đấy, đây. Các bạn nhìn sang đây. Thấy chưa đấy, một cái quần như thế này là đảm bảo rồi. Lúc mình mặc vào như bình thường thôi. Mặc quần như bình thường đấy, các bạn chơi nhảy gì để thoải mái. Bởi vì khi mà mình mà bị kinh nguyệt thì nó sẽ hứng vào đây rồi, đúng không? Buổi đêm thì nó ra rất là nhiều, nhất là ngày đầu tiên. Có bao con người đi kinh nguyệt 5 ngày thông luôn. Tức là cái lượng máu nó chảy ra rất là nhiều, cho nên buổi đêm thì là nhiều nhất. Cho nên mình dùng cái băng buổi đêm để cho nó thấm hút nhiều hơn, mình ngủ nó thoải mái. Đấy, đến sáng là các bạn ngủ dậy là các bạn sáng là đã thay đi rồi. Đấy không? Thay đi. Đấy là cái này là cái băng đêm nhá. Đấy, cái băng đêm. Bây giờ mình sang cái băng ngày này. Đấy.